Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Redmi K70, một chiếc máy cũng sắp về tới Mobile City rồi các bạn nhé. Và vì rất nhiều bạn yêu cầu vậy nên trong video ngày hôm nay mình sẽ test thông báo của chiếc Redmi K70 này đó. Mặc dù mình đã từng test chiếc Redmi K70 Pro rồi nhá, nhưng mà biết đâu phiên bản thường nó lại khác đúng không? Rồi, hãy cùng mình bắt đầu nha. Ok, anh em nhớ theo dõi cái Facebook của mình để cập nhật những thông tin mới nhất về điện thoại nhé. Và thông tin nó sẽ nhanh hơn một chút so với cả trên YouTube với cả TikTok, được chưa? Ngoài ra thì mình sẽ bán hàng trên cả Shopee nữa. Shop của mình sẽ tên là Mobile City Meta Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh. Mình bao mức giá rẻ nhất Việt Nam cho các bạn luôn. Rồi thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa, mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City, được chưa? Link shop mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Quay trở lại với chiếc Redmi K70, mình sẽ show phần mềm của máy nha. Đây sẽ là phiên bản HyperOS 1.0.5.0 này, RAM 12GB, bộ nhớ 256. Và với HyperOS thì mình sẽ phải lưu ý các bạn một điều thôi, đó là mặc định khi các bạn cài app ấy, đây nha, mình sẽ giữ lâu vào phần thông tin này. Các bạn nhìn cái phần quyền nhá, mặc định máy sẽ tắt hay luôn, đấy. Thế này á, miss sạch thông báo luôn, thì khi mua về các bạn nên bật lên cho mình nha. Đấy, gọi là cấp full quyền ấy. Trời sao mặc định tắt hết luôn cơ, ảo thật. Mình cũng sẽ làm tương tự với cả ba app còn lại nhá. Phần này thì chắc mình sẽ tua nhanh thôi. Đấy, mặc định vào này, tắt rất nhiều thứ luôn nhá, chả kiểu gì. Tất nhiên là sẽ có một vài cái quyền nó chả liên quan đâu, như kiểu là camera các thứ, nhưng mà mình cứ cảm giác bật full nó ok hơn ấy. Thôi cứ bật lên nhá. Rồi, mình sẽ test trường hợp đầu tiên là khi mình bật đa nhiệm này. Và mình cũng chưa tùy chỉnh cái gì về mặt mẹo miếc cả, đúng không? Chưa bật auto start tiết kiệm pin. À đây, thậm chí cái Messenger nhá, mặc định nó còn tắt cả thông báo của mình cơ. Các bạn vào mục notification này, đấy, nó còn tắt đi cơ. Nói chung là HyperOS nó tắt nhiều thứ á. Khi mua về thì anh em nhớ kiểm tra lại nha. Zalo thì ok này. Và mình sẽ phải bật cái phần sáng màn hình khi mà nhận thông báo trong phần màn hình khóa. Đây, mình sẽ để là bật sáng màn hình lên anh em nhé. Trường hợp đầu tiên này, mình có bật đa nhiệm full 4S nha. Đầu tiên thì mình sẽ thử với Facebook này. Mình sẽ comment vào một cái ảnh bất kỳ nhé. Không thấy gì anh em ạ, mình comment phát nữa này. Đã đăng rồi nha. Hai máy thì kết nối chung một mạng wifi, dùng bình thường. Sáng lên không thấy nha. Đây, mình đều kết nối chung mạng livestream 3 mà. Ok chưa? Vào app này. Không thấy gì luôn. Thử F5 phát này. Đấy, F5 nha, nó mới hiện ra thông báo anh em ơi. Đấy, dạ mà. Mặc dù là trong cái phần setting này bật full quyền, bật thông báo các thứ rồi đúng không? Rồi, mình sẽ chuyển sang phần Messenger. Nhắn tin này. Ồ, bị làm sao nhỉ? Thêm phát nữa này. Ok, lên rồi. Nó chậm khoảng 15 giây anh em ạ. Tạm chấp nhận được, mình thử video call này. Thông báo nó cứ kiểu gì ấy. Đây, ok. Cũng có thông báo nhưng mà nó sẽ chậm một chút nhá, chậm khoảng một vài chục giây. Cũng có thể liên quan đến mạng nữa. Mình sẽ chuyển sang Zalo luôn. Đã gửi thôi, chưa thông báo đã nhận. Thêm tin nhắn nữa này. Toàn đã gửi thôi. Chẳng lẽ bị out đa nhiệm rồi. Không thông báo gì đúng không anh em? Nửa phút rồi này. Mình sẽ thử video call này. Không thông báo gì luôn, đỉnh chóp thật. Dã man anh em ạ. Vào trong app này. Ui, đấy. Giờ nó mới nhận cơ. Dã man. Thử lại cho anh em nhé. Mình sợ là đa nhiệm nó bị ngáo. Cũng đã gửi này. Không không. Do app rồi, đúng không? Do app. Đấy, chả thông báo gì cả này, vào app này. Nó mới hiện ra. Thôi, chắc chả cần thử Gmail đâu. Chắc là mình sẽ phải áp dụng một vài cái mẹo xem có đỡ hơn không nhá. Chứ bật đa nhiệm như vậy là quá tèo. Facebook này, thông tin nhá. Bật auto start, ok. Tắt tiết kiệm pin, ok. Zalo này, auto start, ok. Tắt tiết kiệm pin, Gmail cũng vậy. Mình sẽ thử lại với cái Zalo xem nào. Zalo toàn quá. Ok, khi này thì lên luôn anh em ơi. Đấy, phải bật auto start mới cả tắt tiết kiệm pin nhá. Khi này thì thông báo nó mới ngon được. Và mình sẽ thử với cái Gmail.
Ok, đã lên Gmail anh em này. Ngon này. Có vẻ như là dùng thủ thuật với cả bật đa nhiệm thì khá ngon nhỉ. Thế thì mình sẽ thử tắt đa nhiệm xem sao đấy. Không gì nhá. Thử lại cái Facebook này. Facebook tình hình là chưa lên anh em nhá. Messenger, sang Messenger. Ok, Messenger thì lên này. Ngon. Zalo nhá. Zalo cũng lên nha. Ok. Ổn áp phết nhỉ. Mỗi cái phở bò nó ngáo ngáo thôi. Nốt cái Gmail này. Ok, Gmail lên. Và đấy. Tổng kết lại qua video ngày hôm nay thì mình có 2 điểm cần lưu ý các bạn nhá. Thứ nhất này, khi mà dùng HyperOS, mặc định khi cài app ấy thì nó sẽ bị tắt hết quyền nha. Đây, cái mục là quyền này, nó sẽ bị tắt hết lên. Nó sẽ bị tắt hết thì các bạn nên vào và bật full cho mình nhá. Ngoài ra thì để mà thông báo ổn app ấy, các bạn bật cho mình cái phần auto start là một này, cộng với cả tắt tích kiệm pin, đấy, chuyển về no restriction này là ok. Chứ còn không ấy, kể cả khi các bạn bật đa nhiệm nó vẫn mít nha. Còn đâu khi áp dụng thủ thuật thì đó, trừ cái phở bò ra, Messenger, Zalo, Gmail là ok các bạn nhá. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi K70? Các bạn muốn mình test thêm gì cho em nó? Hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Link mua giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.